Chào mừng quý anh chị và các bạn đã đến với video tiếp theo trên kênh Thần Số Gieo Hạt của chúng tôi ngày hôm nay. Chúc quý anh chị và các bạn sẽ có những giây phút thư giãn thật sự vui vẻ, và hy vọng rằng với nội dung ngày hôm nay, quý anh chị và các bạn sẽ có thêm được thật nhiều những cái thông tin hữu ích. Và trong nội dung chính của video ngày hôm nay, xin mời quý anh chị và các bạn chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về nội dung như sau: cách chọn tuổi trong nhà cho người tuổi Mùi trong năm Canh Tý 2020 giúp gia chủ phát tài thất lộc. Nhà trong đất là một nét đẹp của người Việt Nam chúng ta. Tết Canh Tý cũng đã sắp đến rồi, và chúng ta hãy cùng tham khảo cái cách chọn tuổi trong đất tốt cho nhà mình sau đây. Từ xưa đến nay thì ông cha ta có cái quan niệm rằng nếu người khách đến thăm nhà đầu tiên hay được gọi là người trong đất ấy, và nếu hợp tuổi thì cả năm đó gia chủ sẽ được may mắn và thành công trong nhiều chuyện. Chính vì thế mà mỗi nhà đều cố gắng lựa chọn người trong đất hợp tuổi của mình nhất. Thì chúng ta biết rằng là chọn tuổi trong nhà năm mới thường là người mạnh khỏe, sợi lợi thành đạt, thì đồng thời là người có tuổi hợp với năm ngày trong nhà và cái tuổi của gia chủ. Trong các cái video trước thì chúng tôi đã giới thiệu về cách tính tuổi trong nhà năm 2020 hợp với năm và ngày trong nhà. Tuy nhiên thì đối với từng gia đình, cơ quan, doanh nghiệp thì người trong nhà còn cần hợp với tuổi gia chủ mới thật tốt. Vì vậy mà chúng tôi tính toán và tổng hợp lại các cái tuổi tốt trong nhà hợp với năm mới, ngày trong nhà, mùng 1 và mùng 6 Tết, và từng tuổi gia chủ để bạn dễ tra cứu. Và chúng tôi cũng tính luôn cả tuổi tương đối tốt ở trên cái mức trung bình cho hai cái ngày mùng 1 và ngày mùng 6 Tết Canh Tý năm 2020 để các bạn được một cái sự lựa chọn dễ dàng hơn. Và này, riêng về tuổi gia chủ thì chúng tôi chỉ tính tuổi tốt. Nếu người nào không tìm được người tuổi tốt, chỉ cần loại trừ người tuổi xấu như can, chi, xung khắc là được. Mặt khác thì chỉ cần người trong đất hợp với năm, ngày hoặc tuổi gia chủ đã là tốt rồi. Nếu được đủ các yếu tố trên thì lại càng tốt nữa. Trước hết chúng ta sẽ cùng xem đối với người tuổi Mùi thì trong cái ngày mùng 1 Tết năm 2020 này thì những cái tuổi nào phù hợp để xung nhà cho người tuổi Mùi. Thì ở đây chúng tôi cũng chia thành hai cái mức độ. Thứ nhất là tuổi tốt và tuổi khá. Thì ở đây tuổi khá thì gồm có các tuổi như sau: nên là Đinh Mão, Đinh Tị, Mậu Tý, Mậu Dần, Kỷ Mão, Kỷ Tị, Canh Tý, Canh Dần, kiêm các tuổi có hàng can là Giáp, Bính Tân, Quý và hàng chi là Ngọ và Dậu. Còn các cái tuổi tốt phù hợp để trông nhà cho người tuổi Mùi trong cái ngày mùng 1 Tết thì gồm có Nhâm Dần 1962, Ất Tỵ 1965, Đinh Mùi 1967, rồi Mậu Thân 1968, Canh Tuất 1970, Nhâm Tý 1972, Ất Mão 1975, Kỷ Mùi 1979, Nhâm Thân 1980, Nhâm Tuất 1982, Ất Sửu 1985, Mậu Thìn 1988, rồi Nhâm Thân là 2. Nhâm Thân 1992, Ất Hợi 1995, Đinh Sửu 1997, Canh Thìn năm 2000, Đinh Hợi 2007, 1947, rồi Kỷ Sửu 2009, Nhâm Thìn 2012, 1952, rồi Ất Mùi 2015, 1955, rồi Mậu Tuất là 1958, rồi Kỷ Hợi là 1959. Thì trong đó các cái tuổi như là Nhâm Tuất 1982, Ất Sửu 1985, Nhâm Thân 1992, Ất Hợi 1995, Nhâm Thìn là 2012, rồi Ất Mùi là 2015 là tốt nhất vì được cả can và cả chi. Còn đối với ngày mùng 6 Tết thì tuổi Mùi cần có những người như sau để đến trong nhà. Thì thứ nhất là tuổi khá, đấy là Canh Tý, Canh Tuất, Nhâm Tý, Nhâm Tuất, Tân Mão, Tân Mùi, Tân Dậu, Tân Hợi, Quý Mão, Quý Mùi, Quý Dậu, Quý Hợi, kiêm các tuổi có hàng can là Giáp, Bính, Mậu và hàng chi là Ngọ và Dần. Rồi các cái tuổi tốt là gồm có các tuổi sau: là Tân Sửu, Ất Tỵ, Đinh Mùi, Quý Sửu, Ất Mão, Đinh Tỵ, Canh Thân, Ất Sửu, Đinh Mão, Kỷ Tỵ, Nhâm Thân, Ất Hợi, rồi Đinh Sửu, rồi Canh Thìn, rồi Tân Tỵ, Ất Dậu, Đinh Hợi, Kỷ Sửu, Nhâm Thìn, Quý Tỵ, Ất Mùi, Đinh Dậu. Trong đó những cái tuổi như Ất Tỵ 1965, Đinh Tỵ 1977, Ất Sửu
1985, Đinh Sửu 1997 là tốt nhất vì được cả can và cả chi. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng xem đối với từng tuổi Mùi thì gồm có những cái tuổi nào là hợp để đến trong nhà cho mình trong năm mới 2020 này. Thứ nhất đấy là đối với tuổi Ất Mùi sinh năm 2015 và 1955 thì là Ất khắc kỷ tân và hợp với canh. Như vậy cái tuổi hợp ở đây là gồm có Giáp Ngọ, Bính Ngọ, Mậu Ngọ, Canh Ngọ, Nhâm Ngọ, Ất Hợi, Đinh Hợi, Quý Hợi, Canh Tý, Canh Dần, Canh Thìn, Canh Thân, Canh Tuất. Thứ hai là tuổi Đinh Mùi sinh năm 67 là Đinh khắc tân, quý và hợp với nhâm. Như vậy hợp tuổi là gồm có Giáp Ngọ, Bính Ngọ, Mậu Ngọ, Canh Ngọ, Nhâm Ngọ, Ất Hợi, Đinh Hợi, Kỷ Hợi, Ất Mão, Đinh Mão, Kỷ Mão, Nhâm Tý, Nhâm Dần, Nhâm Thìn, Nhâm Thân, Nhâm Tuất. Tuổi thứ ba là tuổi Kỷ Mùi sinh năm 1979 là Kỷ khắc Ất, quý và hợp với Giáp. Như vậy cái tuổi hợp đây là Giáp Ngọ, Bính Ngọ, Mậu Ngọ, Canh Ngọ, Nhâm Ngọ, Kỷ Hợi, Đinh Hợi, Tân Hợi, Kỷ Mão, Đinh Mão, Tân Mão, Giáp Tý, Giáp Dần, Giáp Thìn, Giáp Thân, Giáp Tuất. Thứ tư là đối với tuổi Tân Mùi sinh năm 1991, Tân khắc Đinh, Ất và hợp với Bính. Như vậy cái tuổi hợp ở đây là Giáp Ngọ, Bính Ngọ, rồi Mậu Ngọ, Canh Ngọ, Nhâm Ngọ, Kỷ Hợi, Tân Hợi, Quý Hợi, Kỷ Mão, Tân Mão, Quý Mão, Bính Tý, Bính Dần, Bính Thìn, Bính Thân và Bính Tuất. Thứ năm là Quý Mùi sinh năm 1943 và 2003 thì Quý khắc Kỷ Đinh và hợp với Mậu. Như vậy cái tuổi hợp là Giáp Ngọ, Bính Ngọ, Mậu Ngọ, Canh Ngọ, Nhâm Ngọ, Ất Hợi, Tân Hợi, Quý Hợi, Ất Mão, Tân Mão, Quý Mão, Mậu Tý, Mậu Dần, Mậu Thìn, Mậu Thân và Mậu Tuất. Quý anh chị thân mến, như vậy là trên đây thì quý anh chị đã cùng chúng tôi tìm hiểu những cái tuổi hợp với tuổi Mùi để giúp cho tuổi Mùi lựa chọn được những cái người mà phù hợp nhất trong cái việc mà trông nhà đầu năm mới 2020 này. Và mong rằng thì qua cái video này các bạn đã biết được ai sẽ là người phù hợp để đến trong đất đầu năm cho gia đình của mình rồi. Và chúc các bạn và gia đình của mình sẽ có một cái Tết vui vẻ và tràn đầy hạnh phúc, gặp nhiều may mắn. Xin được cảm ơn quý anh chị và các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Nếu có bất kỳ băn khoăn hay thắc mắc gì, xin quý anh chị hãy ghi rõ rồi để lại lời bình luận bên dưới của video. Ban biên tập sẽ phản hồi lại các bạn trong thời gian sớm nhất. Nếu các bạn là những người lần đầu tiên đến với kênh Thần Số Gieo Hạt hoặc những ai còn chưa đăng ký kênh thì hãy hoan hỉ đăng ký kênh để ủng hộ ban biên tập của chương trình. Sau đó hãy nhấn vào tín hiệu chuông bên dưới của chương trình để không bỏ lỡ những video hay nhất và mới nhất từ ban biên tập. Chúc quý anh chị và các bạn có những ngày tháng luôn vui vẻ, bình an và gặp nhiều may mắn. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những nội dung tiếp theo của chúng tôi. Xin chào.